Thôi mọi người, hôm nay thăm đơn anh Long sẽ bắt cá, lấy trứng cá nha. Ai lại lấy cá con nha. Wow. Bắt sao anh? Con này không? Có trứng à? Có trứng, con này con có con. Này cho tờ từ đấy. À cái tay này em thấy cái em lấy bao tay ra đây. À xa. Đó, mời anh kiếm tiền. Nghiệp dư. Đẹp quá, hai con này cũng đẹp quá anh. Cái vảy nó đẹp quá. Bắt cái ôm vậy đó hả? Bỏ cái đầu đó, cái đầu. Ồ quá chưa. Hết rồi, nhảy ra hết rồi. Ôi. Rồi bây giờ bắt đầu nó ăn được không anh? Chín quá rồi, chín rồi. Đây đừng té em thôi. Ồ. Cẩn thận nha. Trứng nó bự vậy luôn á thấy. Con cá này trứng nó bự vậy luôn á. Là ở trong đó có cá con luôn đúng không? Có cá con luôn nè. Dùng là. Ơi cầm. Dạ. Ờ vậy thì thấy. Dạ. Ồ có cá con luôn nở rồi. Chơi. Cho bông cái này. Ồ, bơi gì đúng không? Không. Giờ cứ trứng này là tính trung bình là mấy triệu thôi. Trứng đấy là chưa rưỡi hai. Trứng là chưa rưỡi. Đó chưa lớn đâu, đúng không? Ba mắt. Ba mắt là sao anh? Đột biến. Con đấy là đột biến đấy. Dị biến. Còn không kiểm? Còn. Ơ còn rồi. Xém mất một anh nè. Sao ba nhảy xuống đó? Thành quả. Đã không? Còn nữa anh? Đó các bạn biết không? Đây là cái thành quả của nãy giờ thanh đơn dùng dở dưới nước. Đây là trứng này. Trứng có đó trứng của cá, có trứng con cá đây luôn nè. Trứng là được 20 ngày rồi đó. Được 20 ngày tuổi thôi. Ừ. 20 ngày tuổi. Sao vậy, trứng nó bự vậy? 20 ngày tuổi. Trứng ta dòng nó lớn đó. Đúng rồi. 13 ngày là bắt đầu nó nở, nó còn cái đầu con nó ra. Bây giờ 20 ngày là nó được như đây nè. Bao giờ mà 2 tháng là nó hết cái loãn này, nó nuôi con cá cho nó lớn. 2 tháng nó là, là nó tự bơi, con cá tự bơi, tự bắt đầu 2 tháng nó mới ăn. Chứ bây giờ nó chưa ăn được, cái này nó nuôi con cá lớn. Cái này càng teo đi, con cá càng lớn lên. Rồi, trứng cá lồng nha mọi người, trứng cá lồng nha. Ở Việt Nam mình hiếm thấy cặp này lắm. Đó, mọi người có thấy được cái trứng cá lồng không? Rất là lạ. 20 ngày á.